Thủy rồi phát sanh thần cảnh trí thông đến đó làm lợi ích cho các loại hữu tình, lấy bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà làm lợi ích, hoặc lấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo để làm lợi ích, hoặc lấy bốn tịnh ngự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc để làm lợi ích, hoặc lấy tám giải thoát cho đến 10 biến xứ để làm lợi ích, hoặc lấy pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện để làm lợi ích, hoặc lấy các pháp lành thù thắng khác để làm lợi ích, hoặc lấy pháp của thanh văn độc giác, Bồ Tát và chư Phật để làm lợi ích. Ở trong thế giới mười phương, thấy hữu tình nào nhiều san tham thì Đại Bồ Tát sanh lòng thương xót, nói pháp như vậy. Hữu tình các ngươi nên hành bố thí, những ai san tham thì chịu nghèo khổ cùng cực, vì nghèo khổ cùng cực nên không có oai đức, tự mình không có thể có lợi ích.